Và tiếp tục các em quan sát vô phần hình cho các em nha. Bài toán hình này cũng khá là hay nha. Cũng đề này đề thi cũng là đề thi KCO của tỉnh của thành phố Cần Thơ nha các em, năm 2009 2010 nha. Bài toán hình đó, bài toán hình này tôi nhận xét là cũng khá nhẹ, cũng không có nặng ha các em. Nó có tổng cộng có 3 bài toán hình cơ, một bài toán hình liên quan đến công thức hàm sin đó, một bài toán này làm bình thường cũng ra rồi. Vậy các em quan sát tôi sẽ hướng dẫn các em nha. Đầu tiên là để người ta cho gì, cho hình chữ nhật ABCD đúng không em? Rồi tiếp tục các em, người ta cho cái gì nữa nè, A có độ dài cạnh AB nè, độ dài BC nè đúng không, E nằm trên cạnh BC sao cho BE bằng x đúng không, tính xác định số đo góc alpha của góc nhọn nha, đó của góc nhọn nha, tạo bởi hai đường chéo hình chữ nhật. Vậy trước tiên các em, đầu tiên các em vẽ hình chữ nhật ra trước nha, vẽ hình chữ nhật ra trước. Đầu tiên tôi vẽ hình chữ nhật xong rồi ha, đó, hình chữ nhật ABCD nha, đừng đối thôi các em nha. Đó. Rồi đặt điểm vô, đặt điểm ABCD nha các em, coi chuẩn bị lộn nha. AB nó bé hơn thì A các em đặt ở dưới nha. Đó, B đây nè, C nè, D đúng không? Rồi, rồi lấy điểm Y bất kỳ trên trên độ dài đoạn thẳng BC, lấy điểm Y lấy đại đi các em, đại đây điểm Y đây đi. Nhớ nha các em, đừng bao giờ cho vô nằm chính ở chính giữa nha các em nha. Đó, người ta không nói chính giữa, mình đừng làm chính giữa không. Rồi người ta nói nên điều gì đây, người ta nói là gì, rồi cho độ dài, rồi độ dài nha, tính góc alpha tạo bởi hai đường chéo hình chữ nhật, tôi nối hai đường chéo vô nha. Đường chéo thứ nhất, đường chéo thứ hai đó, tôi gọi là hai đường chéo này giao nhau tại điểm Y đi ha. Rồi ok, người ta yêu cầu tính góc alpha là góc nhọn ha, tại vì khi là hai đường chéo này, hai đường chéo cách nhau này các em, sẽ tạo thành là đây góc này là góc nhọn, còn góc này là góc tù đúng không, này nhọn là này tù nè đúng không. Vậy thì alpha lúc này nó phải nằm đây là mới được, alpha nằm đây đúng không. Anh phải làm đây là tính góc này các em, đó là góc tạo bởi hai đường chéo mà là góc nhọn nha. Ở đây các em có rất nhiều cách để xử lý, tùy các em chọn lựa để em làm cho nó phù hợp nha. Đó, em quan sát cho em. Rồi, ok nha. Ở đây vuông này. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các em cách thứ nhất là A1 này. Và nhớ một cái điều quan trọng này, em để ý nha, hình chữ nhật thì hai đường chéo bằng nhau và hai đường chéo cách nhau tại trung điểm mỗi đường. Vậy từ đây các em suy ra bốn khúc bằng nhau nha. Ở đây tôi điền độ dài vô nha, cái đây là 27 này, độ dài là 27, AB là 27,7586, BC là bằng 59,6674. Ok, vậy thì xử lý này các em. Ở đây các em có hai cách xử lý bài tập này. Xử lý làm sao đây? Em dùng nè, em dùng tan trong tam giác vuông này nè em, trong tam giác vuông ABC tan này các em bằng đối nè, chữ kề này đúng không, em tìm được A1. Có A1 tìm được B2 mà hai góc hai tam giác này tam giác cân mà các em, góc này bằng góc này đúng không, vậy thì lấy 180 trừ đi hai góc này ra đây, đó là một cách nha. Đó, cách thứ hai này các em, cách thứ hai này các em có thể làm như vậy. Em có độ dài đoạn thẳng này nè em, độ dài đoạn thẳng này với đoạn thẳng này, em sẽ dùng Pythagore tìm ra độ dài này, em tìm ra độ dài này, em chia đôi ra em sẽ tìm được độ dài AI và độ dài BI. Đó, em chia đôi đoạn thẳng AC ra đúng không, em tìm được đoạn thẳng này, đoạn này đoạn này có, đoạn này có luôn, dùng công thức hàm cốt tìm ra góc alpha. Đó là cái cách làm của lớp 10 ha. Còn cách dễ hơn là cách của lớp 9, nhưng mà ở đây tôi hướng dẫn cho em một cách một thôi, em quan sát nha. Cách thứ nhất là một cách một luôn các em nha. Đầu tiên mình sẽ gọi y là giao điểm đi. Mình thêm cái điểm gì vô mình phải nói. Gọi y là giao điểm của hai đường chéo đó các em, AC giao với BD. Ok, giờ mình sẽ xử lý ha. Như thế nào đây? Rồi, giờ tôi dùng công thức tan ha, tan tan này
tan A1 đi. Tan A1 bằng đối, đối là 59,6674. Chưa kề là 27,7586. Rồi suy ra góc A1. Em dùng máy tính em bấm. Tan. Mình nhớ bấm shift nha mấy đứa, đổi đổi bấm shift nha, quên bấm shift là tiêu quá. Shift tan. Đó, con số vô 59,6674 phần 27,75. Đi thi vẽ hình sai mà phải vẽ sai sửa này nha các em nha. Em không sửa này vô hồi tí làm sai bét bê đó ha. Rồi. Em được lúc này là khá lớn nha. 65 độ bao nhiêu phút ta? 65 độ 3 phút 3,98 giây. Đúng không? Ok. Chỉ ra một bằng 65 độ 3 phút nha. 3,98 giây. Nha. Đó. Được chưa các em? Rồi. Vậy thì các em quan sát này. Ở đây các em có thể làm nhanh hơn một chút xíu này các em. À, cái tam giác này mình nói là tam giác cân được, được chứng minh được đúng không? Tại hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau và hai đường chéo cách nhau để trung điểm mỗi đường, vậy chắc chắn là tam giác cân. Mà muốn tính góc ở đỉnh tam giác cân học ngay chương trình lớp 7 rồi, muốn tính góc ở đỉnh bằng 180 độ trừ 2 nhân góc ở đây. Góc ở đây A1 có hả? Đúng không? À không thôi em thích thì em làm chậm thì lấy 180 trừ đi A1 với B2 tại vì hai này bằng nhau nè. Đúng không? Đó, nhẹ nhàng, đúng chưa? Vậy thì ở đây tôi sẽ nói tam giác này. Tam giác AIB nha, cân tại đâu em? Cân tại Y nha. Nên góc alpha tìm ra luôn. Lấy 180 độ trừ đi 2 nhân góc A1. Đó, cho nó mau nha. Em lấy máy tính ra. Lấy 120, cái này lưu ý nhớ em nha, một là nhiều em nha, em bấm store A cũng được. Đó. Đã thôi thử bấm được đúng không nha. Rồi, lấy 180 trừ 2 nhân nhìn nè ha, không phải giống màu, ấn độ đây nè, 49 độ 53 phút 52,05 giây nha. 53 phút 52,05 giây đó, vậy thôi nha. Đó, năm tròn đến mấy, năm tròn đến phút hả? Năm tròn đến phút, 52 phút cũng được. Rồi, ok nha. Hoặc là có nhiều em nói giờ em không bấm A mà nói em lưu vô bộ nhớ alpha rồi, alpha A này cũng được này, alpha A này cũng được, vẫn vậy nha các em, không thay đổi gì hết nha. Đó, vẫn giống nhau. Đó các em, đó là câu A ha. Đến câu B, tính chu vi của tam giác AED. AED nối vô các em, trời ơi cái này dễ mà đúng không? Tôi nối vô ha. Rồi nối AE này, rồi nối D này. À, chu vi của tam giác. Ô, chu vi của tam giác này gì? Là tổng độ dài ba cạnh. Vậy thì độ dài này có nè. Độ này chính là bằng 59,74, hình chữ nhật các cạnh đối bằng nhau đúng không? Vậy chỉ cần tìm thêm cạnh này. Là cạnh này thôi. Đúng không? Đó. Phải tìm như thế nào? Đó, vậy thì em thử suy nghĩ coi nha. Tôi sẽ xóa câu A là đi. Đó. Dễ hà, không có gì khó các em. Giờ đến câu B ha. Rồi vậy thì mình sẽ tìm AE và ED ra nha. Rồi các em quan sát nè, cho trường hợp người ta cho x á, x là chính độ dài BE đó, là 10 phẩy mấy nữa các em? Đây là 10,9575 đúng không? 9754 đúng không? Đó vậy thì thế đây các em, em dùng định lý Pythagore trong đáp vuông này lập tức em tìm được AE đúng không? Đó, đó đơn giản, AE bằng luôn, tôi làm luôn nha, bằng căn đây luôn các em nha. Căn 27,7586 bình cộng cho 10,9754 bình phương các em. Rồi, bỏ máy tính thôi. Căn 27,7586 bình phương cộng cho 10,9754 ha. Bình phương lên. Rồi các em được đáp số bằng 29 mấy mấy đó.
cài vô bộ nhớ luôn nha các em nha, cài vô bộ nhớ đi, cái tí mình đến chu vi cho nó mau. 29 phẩy nè, 84 gì nè, 9611104 04, tôi cài vô bộ nhớ A luôn nha các em, tôi bấm store A luôn, cài vô bộ nhớ tí mới khỏi nhập lại nha mấy đứa. Rồi sau đó mình có nè, em quan sát nè, giờ muốn tìm ED rất nhẹ nhàng mấy đứa. Ở đây các anh có là đây là 27 phẩy mấy nè, thì chữ nhật chắc hai cạnh đố với nhau là 27 phẩy bao nhiêu em, 7586 nè, độ dài CD đó mấy đứa. Rồi giờ muốn tính độ dài EC rất là đơn giản nè, đó, lấy khúc từ đây này này, 59,6674 trừ đi ngày thì nó ra EC vậy thôi đúng không? Vậy thì tôi làm luôn nha, đó, tôi làm luôn đấy ha, đó, vậy thì ở đây tôi dùng Pythagore tiếp tục, tôi sẽ dùng Pythagore, tôi sẽ tìm ra ED này, ED bằng căn lên, bọn Phương lấy căn luôn nha các em, bằng căn lên là lấy CD bình lên, CD là 27 nè, 7586 bình Phương lên cộng đây. Rồi muốn tìm EC lấy các em lấy 59,6674 đúng không? Đó, 6674. Em trừ đi 10, bao nhiêu? 10,9754. Bình Phương đó. Đóng ngoặc nha, Bình Phương lên nha. Đó, rồi ok, lấy máy tính bấm thôi. Rồi. Căn. Anh cứ bấm máy thôi. Các em được 56,704 vậy đó ha. Nè, cm này kìa. Em cài vô bộ nhớ B cho thầy. Bấm store B. Đúng không? Và kết luận vậy chu vi của tam giác AED vào, nói rất đơn giản này. Nha, bằng tổng độ dài ba cạnh thôi, nào bằng độ dài AI cộng cho ED cộng cho gì AD bằng ra, lúc này tôi sẽ gọi là bộ nhớ cho nó mau ha, gọi là alpha A là mấy đứa. Đó. Đó, lúc nãy cài dùng bộ nhớ chưa ta? Ồ, 56 nè, đúng không? 56 phải mấy nè. Tôi bấm hôm nay tôi chưa cài bộ nhớ hoàn tô B đi. Đó, cài bộ nhớ ha, an toàn. Rồi tôi gọi này là alpha A. Wow. Alpha A cộng alpha B. Đúng không? Cộng cho cái cạnh AD còn lại đó các em. Cạnh AD của nó là bằng bao nhiêu? Cạnh AD chính là 59,66 đó, AD bằng BC, đúng không? 59,6674. Nha. Em bấm bằng ra. Nha. Hấp số là 145. 56 gì đó ha. 5656. 5656 572 cm nha các em. Đó, vậy thôi. Đó các em trình bày vào. Rồi. Giờ đến câu C nha các em. Rồi, người ta yêu cầu là tìm x để tam giác AED vuông, đúng không? Chắc ăn là vuông vuông, chắc ăn lúc này không thể vuông ở E và vuông ở D được, đúng không? Chắc ăn lúc này nó phải vuông ở E, đúng không? Chắc ăn nó phải vuông ở E mới được. Đó, cái điểm này di chuyển như thế nào, nó có thể chạy như thế nào đó trên này. Ok, tôi làm trên cái phần mềm này tôi không có di chuyển được ha. Đó, nhưng mà cái này chắc ăn là nó sẽ E nó sẽ chạy trên cái đường thẳng BC này đó. Làm sao thích hợp vô để nó biến thành tam giác vuông? Đó, mà chắc ăn là vuông ở E thôi, đúng không? Đó, vậy thì mình sẽ xử lý, đừng có lo lắng gì, bình thường cũng gì hết. Rồi em quay quan sát ha, nhìn nè, vậy là điểm E mình đặt là ít đúng không, người ta đặt là chữ ít đi ha. Giờ tôi sẽ xóa cái này đi. À, xác định vị trí ít nè, trường hợp này là ít, coi như là ít mới nha các em, ít á mà ít so với BC đó. Đó rồi
đặt đặt gì em đặt người ta đặt BNS, vậy có nghĩa là em tính độ dài đoạn thẳng BE là bằng bao nhiêu để cái tam giác AED là vuông, đúng không? Vậy thì các em quan sát này, đừng có sợ gì hết, bay bình thường. Này là 59 đúng không? Cái này là cũng là 59,6674 là 74 này. Vậy DX đúng không các em? Vậy thì muốn tam giác vuông các em, muốn tam giác này là tam giác vuông các em. Giờ tôi sẽ vẽ lên nha, muốn tam giác này là tam giác vuông này. À, vậy độ dài X là bằng bao nhiêu? Đó. Vậy thì các em dùng định lý, áp dụng định lý nhá. Pythagore gì? Muốn tam giác vuông thì gì em nhớ không? Đó. Muốn tam giác vuông thì cái gì? Muốn tam giác vuông thì cái gì? Bình phương phải có bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh nó vuông. Đúng không? Thì nó mới vuông được. Đúng không? Chắc anh là vuông ấy. Vậy nè, khi cái này bình phương lên nè. Đứa coi nha. Khi cái này bình phương lên nè. Mày bình phương lên nè. Bằng cái này bình phương nè. Cộng cái này bình phương nè. Mà cái này bình phương lên mà cái gì? Em nhìn tôi viết màu khác cho các em để ý nha. Cái này muốn tính độ dài cái đoạn thẳng AE này nè. Có phải là bằng cái gì? Độ dài AE bình phương thì bằng cái gì em? Chính là bằng x bình. Đúng không? Cái khúc này chính là gì? X bình nè. À, cộng cho 27,7586 bình phương này. Đúng không? Pythagore, theo định lý Pythagore trong tam giác vuông nhỉ? Trong tam giác vuông ABE nè. À, bình phương cạnh huyền nè, là bằng tổng bình phương hai cạnh vuông, x bình cái này bình phương nè. Và tương tự bên này cũng vậy luôn. Đó, độ dài này từ đây em tính được không? Rất đơn giản, cái này nói nhiều. À, muốn tính cái này bình phương thì bằng cái này bình phương nè. Đúng không? À, trừ đi khúc từ đây đến đây, từ đây đến đây thì rất đơn giản đấy, 59 phải mấy trừ x thì ngồi từ đây đến đây, em hiểu ý tôi nói không? Đó không, mình sẽ tìm được ED đó. Vậy thì giờ đây tôi sẽ ED của nó bằng gì, tôi định dạng luôn cho các em dễ nhìn ha. Đó chính là bằng CD đình bình cộng EC bình. CD bình các em, tôi biết màu này là màu khác nữa nha, cho nó khỏi nhìn cho là màu hồng luôn ha. Đó, ok, thì bằng CD bình có nghĩa là gì? 27,7586 bình. À, cộng cho nhiêu 59,6674 trừ đi x tất cả bình phương. À, có nghĩa là cái độ dài cạnh này bằng vậy, độ dài cạnh này bằng vậy, rồi độ dài bằng cạnh này vậy. Vậy thì em dùng định lý Pythagore, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh vuông, lập tức tìm độ dài x. Em hiểu không? À, nhớ nha. Rồi vậy thì muốn tam giác này là tam giác vuông á, cái này vuông ở E rồi chứ không có vuông ở A và D được, đúng không? Sao vuông ở A và D được? Nếu mà vuông ở E và A thì lập tức E nó trùng với B, đúng không? Nếu mà vuông ở A lập tức E nó trùng với điểm B. Nếu mà vuông ở C thì lập tức E nó trùng với gì? Nếu mà vuông ở D thì lập tức điểm E nó trùng với điểm C. Đó, nhớ kỹ này nha. Đó, nhớ yếu nè, lưu ý kỹ nha. Điểm E nó không, nhớ nha, B, E là X. Và nhớ nè, nó không trùng với B và C. Nhớ kỹ điều này ha. Rồi, vậy thì nè, mình sẽ làm nha. Để tam giác AED vuông tại E. Đó, vậy thì mình sẽ nói nè. Để tam giác AED vuông tại E khi AD bình. À, chắc chắn là phải vuông E thôi, đúng không? Thì lúc này AD bình phương đó thì chính là bằng AE bình phương cộng cho ED bình phương mới được. Rồi sau đó mới đứa thay AD vô ha. Là 59,6674 bình phương lên bằng AE bình. AE bình là chính là bằng cái gì? Là mình chỗ này thầy cũng làm nhanh nha mấy đứa nha. Mấy đứa để ý vô ha. AE bình phương á, AE nè, chỗ này tôi nghĩ thôi vậy. Đi ra mà tôi làm nhanh luôn á, AE bình phương trong tam giác vuông này nè. Có không? Cái này bình phương chính là bằng cái gì? AE bình phương chính là bằng x bình cộng cái này bình phương này. Đó, để ý kỹ vô ha. Ồ, cái này khá dài. Wow. Vậy thì tôi chắc phải trình bày dưới này thôi nha, nó dài quá. Tôi trình bày xuống dưới này luôn các em nha. Đó. Không có đủ chỗ mà ghi các em. Đó. Đó, tôi chỉnh xuống đây đi nha. Đó, ok. Đó, AE bình phương chính là x bình các em. Ghi vô. X bình cộng cho 27, bao nhiêu em? 27,7586 bình cộng cho bao nhiêu nữa các em? Tương tự vậy luôn, đúng không? Cái này chính là bằng hôm nay mình cài vô bộ nhớ AB rồi đó các em. Nó tí mình gọi cho nhanh nha. Cũng bằng 27, bao nhiêu em? 27,7586 bình phương cộng cho
59,6674 trừ cho x bình phương cái, trừ cho x tất cả bình phương lên. Rồi cái phương trình dài ngoan luôn các mấy đứa. Ở tới đây các em dùng máy tính các em sẽ dò nha. Sợ bài này có hai nghiệm dương các em. Đó, em dò đầu và dò đuôi luôn nha. Đó, dò gần dò xa luôn cho nó em. Còn các em vẫn làm thật sự là nếu mà em làm bình thường á, đó thì em rút gọn đi. Có nghĩa hàng đẳng thức này em phân tích ra rồi em rút gọn đi tạo thành một cái phương trình bậc hai. Để em bấm nghiệm hệ nghiệm phương trình bậc hai trên máy tính rất nhẹ nhàng, đúng không? Đó. Nghiệm bậc hai phương trình máy tính là mod 9 đúng không? Mod 9 là gì? 1 2 đúng không? Không phải mod 9 đúng không? Phương trình là số 2 chứ. Rồi, 22 nha. Đó, là được liền. Nhưng mà đây tôi không làm điều đó luôn. Tôi sẽ làm nhanh luôn. Nè, tôi ghi ra đáp án luôn, nghe mới được. Rồi. Rồi, tôi sẽ dò cho mấy đứa coi nè. Ừ, lúc nãy 59 phải mấy mình có gài chưa ta? Chưa luôn hả mấy đứa? Ồ, thôi. Hôm nay mình gài cái mình xóa mất tiêu bả rồi. Rồi, ok. Giờ nhập từ từ thôi các em. Nhập sơ sẩy là chết nha mấy đứa. Ờ, reset lại máy nè. Rồi, 59 nè. Phải mấy em? 6674. Bình nha. Alpha bằng x bình phương cộng 27,7586 bình phương cộng 27. Hôm nay hai lần cho nó mau lỡ. 27,7586 nha, bình phương. Rồi bấm hai lần mệt quá. Rồi ok, giờ qua đây ha. Tới cái này rồi đó ha. Cộng mở ngoặc. 59,6674. 59,6674 trừ x đóng ngoặc bình. Rồi bấm shift show nè. Rồi tên shift show không trước đi. Nha, dò nó nằm gần không trước. 18,9. Em sẽ tìm được nghiệm thứ nhất này. Nha. X bằng 18,9 0 1 6 4 7 nha, 4 7 nha các em. 4 7 0 5 một cái. Rồi ship số số 0 rồi đúng không? Giờ đến cao hơn nữa, ship số 10 coi. Có còn nghiệm dương nào không? Bắn vậy luôn. Ship số 100 coi. À, cái chủ đề mà tìm nghiệm tất cả các nghiệm trên máy tính tôi đã có một video nói về rồi đó ha. Đó. Trời ơi còn nghiệm nữa là 40 phải mấy mới được. Xém nó chết không? 40,7657,5295. Đó. Hết rồi. Phương trình bậc 2 chỉ có tối đa có hai nghiệm thôi, mình dò được hai nghiệm là ngưng rồi đó nha, đừng dò nữa nha. Ví dụ này thầy bấm shift số âm 10 nè, nha, có nghiệm âm không? Chắc không có nghiệm âm, ra 18 phải mấy à. Đó. Nha, họ là dò hết các nghiệm trên máy nha. Rồi. Nhưng mà ở đây cái đáp án nào nó thỏa cái điều kiện của đề bài không? Em quan sát này. Nha. Có hai trường hợp đúng không? Vậy là một là điểm E nó nằm mé này nha. Đúng chưa? Có hai nghiệm mà. Có ràng buộc điều kiện đâu các em. Một là điểm E nó nằm sát mé này nào có 18 phải mấy thôi. Hai là điểm E nó dời sang tới bên này là mới được. Sang bên này nha. Đó, có hai trường hợp nha. Có hai trường hợp nha. Đó. Rồi, các em kết luận đi. Hai nghiệm dương thì đều thỏa hết kết luận vậy. X bằng 18,9016,4705 chấm phẩy 40,7657,5295 nha. Đó là giá trị cần tìm. Vậy thôi. Nha các em. Đó có nó có hai vị trí nó nằm nha. Vị trí thứ nhất là các em có thể nó nằm ở sát mé này chẳng hạn. Đó, sát mé chỗ này chẳng hạn. Đó, sát mé chỗ này chẳng hạn. Đó, có thể sát mé ở đây nè. Đó, nó vuông đây. Hoặc là có thể điểm E nó dời qua đây nha, thì ít sức ăn nó dài hơn. Đó, làm sát mé như vậy chẳng hạn. Như vậy là cái đó, chẳng hạn như thế ha. Đó, có hai trường hợp xảy ra. Đó, là như vậy. Hiểu chưa các em? Rồi, các em trình bày vào nha.